Thiện nam tử 96 chúng trong cõi Diêm Phủ Đề đều khởi dị kiến mà sinh chấp trước, ta đều ở trong phương tiện điều phục, khiến cho họ xả lìa hết thảy các kiến. Như cõi Diêm Phủ Đề bốn thiên hạ kia cũng lại như thế, như bốn thiên hạ 3.000 đại thiên thế giới cũng lại như thế, như 3.000 đại thiên thế giới, như vậy 10 phương vô lượng thế giới, các biển chúng sinh, ta cũng đều tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ pháp môn, hiện đủ thứ sắc thân, dùng đủ thứ lời nói mà vì họ thuyết pháp khiến cho họ được lợi ích. Thiện nam tử, 96 chúng ngoại đạo trong cõi Diêm Phù Đà, đây là chỉ 96 chúng ngoại đạo của Ấn Độ. Họ đều khởi dị đoan tà kiến mà sinh ra chấp trước, ta đều hóa thân ở trong họ, dùng pháp phương tiện điều phục khiến cho họ xả lìa tất cả tà tri tà kiến. Như cõi Nam Diêm Phù Đề này, bốn thiên hạ kia cũng lại như thế. Như bốn thiên hạ 3.000 đại thiên thế giới cũng lại như thế. Như 3.000 đại thiên thế giới, như vậy 10 phương vô lượng thế giới, tất cả biển chúng sinh, ta cũng đều tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh mà dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ pháp môn, thị hiện đủ thứ sắc thân, dùng đủ thứ lời nói mà vì họ thuyết pháp khiến cho họ được lợi ích. Đoạn này nói rõ công dụng của phổ môn bát nhã ba la mật, cho nên 96 thứ ngoại đạo đều có thể cùng tận. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn đến tất cả nơi Bồ Tát hạnh này, như các đại Bồ Tát thân đồng số với tất cả chúng sinh, được thân không khác biệt với chúng sinh, dùng biến hóa thân vào khắp các cõi, tất cả mọi nơi đều hiện thọ sinh, khắp hiện ra trước tất cả chúng sinh, thanh tịnh quang minh chiếu khắp thế gian, dùng nguyện vô ngại trụ tất cả kiếp, được các hạnh vô đẳng như lưới đế thích, thường riêng lợi ích tất cả chúng sinh, luôn ở chung với chúng sinh mà chẳng chấp trước, khắp nơi ba đời thầy đều bình đẳng, dùng trí huệ vô ngã chiếu sáng khắp cùng, dùng đại bi tạng quan sát tất cả, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn đến tất cả nơi Bồ Tát hạnh này, như các đại Bồ Tát, thân của các ngài đồng số với tất cả chúng sinh. Các ngài đắc được thân không khác biệt với chúng sinh, hay dùng biến hóa thân vào khắp tất cả các cõi. Tất cả mọi nơi đều hiện thọ sinh, các ngài khắp thị hiện ra trước tất cả chúng sinh, quang minh thanh tịnh chiếu khắp thế gian, dùng đại nguyện vô ngại trụ tất cả kiếp. Các ngài đắc được các hạnh vô đẳng như lưới trời đế thích, thường siêng năng lợi ích tất cả chúng sinh, luôn ở chung với chúng sinh mà chẳng chấp trước. Các ngài khắp nơi ba đời quá khứ hiện tại vị lai thảy đều bình đẳng. Các ngài dùng trí huệ vô ngã chiếu sáng khắp cùng thế gian, dùng đại bi tạng để quan sát tất cả chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một nước tên là Quảng Đại, có trưởng giả buôn hương tên là Yêu Bát La Hòa. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bây giờ thiện tài đồng tử đành lễ vị ngoại đạo biến hành, đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một nước tên là Quảng Đại, có trưởng giả buôn hương tên là Yêu Bát La Hoa. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử đành lễ vị ngoại đạo biến hành, đi nhiễu vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi về hướng nam tìm cầu một vị thiện tri thức khác.